xua đấu Tyson Fury tái hiện kỷ lục tồn tại suốt 21 năm. Không có bất ngờ nào xảy ra khi tay đấm người Anh Anthony Joshua hạ knockout Khurshid Pulev vào rạng sáng 13 tháng 12 để bảo vệ 4 chiếc đai hạng nặng WBO, WBA, IBF và IBO. Thắng lợi knockout trước Pulev là lời thách đấu hùng hồn của Anthony Joshua gửi đến Tyson Fury. Nhưng thắng lợi này còn có một ý nghĩa lớn hơn, khi đó là lời tuyên chiến đầy mạnh mẽ của Anthony Joshua dành cho người đồng hương Tyson Fury, người đang giữ đai WBC. Nói vậy là bởi nhìn vào cái cách Pulev no đòn, người ta có thể cảm nhận một Joshua đầy chín chắn và mạnh mẽ. Ở tuổi 31, anh cho thấy sự điềm đạm và đầy tính toán trước đối phương. Dù Pulev đã 39 tuổi và cũng không được đánh giá quá cao, nhưng Anthony Joshua vẫn nhập cuộc đầy thận trọng. Trong hai hiệp đầu tiên, Joshua dùng những đòn có độ chính xác cao để ghi điểm số, thay vì cố tung ra những cú đấm hiểm hóc khiến đối phương chao đảo. Có lẽ anh cũng hiểu sự vội vã có thể khiến anh trả giá bằng một cú knockout bất ngờ từ đối thủ. Điều đã từng xảy ra khi anh thua võ sĩ được đánh giá thấp hơn là Andy Ruiz hồi tháng 6 năm ngoái tại Mỹ. Nhờ đó sang hiệp 3, thế trận thay đổi gần như toàn diện, vẫn nắm thế chủ động, nhưng lần này Joshua ra đòn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khurshid Pulev kháng cự trong vô vọng và đã phải đo sàn trong hiệp này. Đó chính là bước ngoặt ở trận đấu ở Wembley Arena sáng 13 tháng 12, bởi sau cú đấm khiến Pulev đo sàn đó, Joshua thừa thắng xông lên để hạ knockout đối thủ ở hiệp 9. Chiến thắng này mở ra cơ hội cho trận đấu lịch sử giữa Anthony Joshua và Tyson Fury cho ngôi vị nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng, giữ cùng lúc 4 đai WBC, WBA, WBO và IBF. Danh hiệu nhà vô địch tuyệt đối đã không có người nắm giữ 21 năm kể từ thời của Lennox Lewis vào năm 1999. Joshua phát biểu sau trận thắng Khurshid Pulev: "Từ khi bước chân vào quyền Anh chuyên nghiệp, tôi đã luôn muốn theo đuổi những chiếc đai vô địch. Tôi muốn những thử thách, nó không phải là câu chuyện về các đối thủ, mà là về di sản và những chiếc đai. Bất kể ai đang giữ đai, tôi đều muốn đấu với họ. Nếu đó là Tyson Fury thì hãy để tôi đấu với anh ta." Ông bầu của Joshua, Eddie Hearn, thậm chí còn đưa ra những tuyên bố thẳng thắn hơn. Hearn nói: "Chúng tôi biết mình cần làm gì. Từ ngày mai chúng tôi sẽ biến trận gặp Tyson Fury thành sự thực. Đó sẽ là trận đấu lớn nhất của lịch sử quyền Anh. Tôi biết Joshua muốn điều đó. Anh ấy là tay đấm hạng nặng tốt nhất thế giới." Bản thân Tyson Fury cũng không ngần ngại khi lập tức đăng lời thách đấu gửi Joshua trên Twitter. Nếu trận Tyson Fury và Anthony Joshua thành hiện thực, và một trong hai tay đấm giành chiến thắng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên của hạng nặng kể từ thời Lennox Lewis vào năm 1999. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua hạ Khurshid Pulev ở hiệp đấu thứ 9. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, võ sĩ người Anh Anthony Joshua đã hạ knockout đối thủ thách đấu Khurshid Pulev ở hiệp đấu thứ 9 trong trận thượng đài ở sàn đấu Wembley Arena. Đây là trận đấu đầu tiên của Anthony Joshua sau gần một năm tập luyện vì đại dịch Covid-19 và cũng là trận đình đám đầu tiên của làng quyền Anh hạng nặng thế giới. Trận đấu giữa Anthony Joshua và Khurshid Pulev ban đầu dự tính tổ chức ở sân Tottenham Hotspur của câu lạc bộ Tottenham hồi tháng 6, nhưng đã lùi lại cho đến nay và thi đấu tại sàn đấu Wembley Arena với sự có mặt của khoảng 1.000 khán giả được cho phép vào xem. Trận này Joshua bảo vệ các đai vô địch hạng nặng của mình, gồm WBA, IBF, WBO và IBO, trong khi Khurshid Pulev giành quyền thách đấu từ Liên đoàn Anh Quốc IBF sau thành tích 28 thắng và 1 trận thua. Tuy nhiên dù Khurshid Pulev đã có nhiều lời hù dọa Joshua trước trận đấu, nhưng diễn biến trận đấu thì diễn ra với thế trận áp đảo dành cho võ sĩ người Anh. Trong 3 hiệp đầu, Joshua đã đấm ngã Khurshid Pulev trước khi kéo đến hiệp thứ 9 sau 2 lần cũng khiến đối thủ Bulgari đo sàn, giành luôn chiến thắng knockout đầy ấn tượng. Trận thắng này giúp Aji nâng thành tích của mình lên 24 thắng 1 thua, trong đó thắng knockout tới 22 trận. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Joshua từ sau trận thua bất ngờ trước võ sĩ Andy Ruiz, và thắng lại sau đó vào cuối năm tại Ả Rập Xê Út. Bảo vệ thành công các đai hạng nặng của mình, Joshua hứa hẹn sẽ có trận đại chiến toàn Anh với võ sĩ Tyson Fury đang giữ đai WBC để thống nhất các đai hạng nặng thế giới dự định sẽ được tổ chức trong năm 2021.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Siêu huyền thoại thắng 75 trận, nhận xét trình độ giữa Joshua và Fury. Huyền thoại Jock Foreman tin rằng Anthony Joshua không thể đánh bại Tyson Fury nếu cả hai nhà vô địch này chạm trán vào năm sau. Đầu năm sau, hai võ sĩ boxing nổi danh của xứ sở sương mù đã đồng ý các điều khoản so tài trong hai trận đấu vào năm 2021. Và nếu như họ đều bảo vệ thành công các danh hiệu của mình, đây sẽ là cuộc chiến để tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng thế giới. Joshua sẽ đối đầu với Kurat Pulev vào tuần tới, trong khi Fury, đối thủ của Fury vẫn chưa được xác nhận. Dù vậy, nói về cuộc chiến của những người Anh, Foreman cho rằng vua Gypsy sẽ là người đứng đầu. Cậu bé Mike Tyson đó, bạn phải thể hiện tất cả những gì mình có được để thắng được cậu ta. Huyền thoại quyền Anh 71 tuổi trả lời trên AFL TV và được The Sun dẫn lại lời. Tôi đã thành thật với các bạn, tôi không thấy rằng Joshua có thể đánh bại Fury, nhưng tôi chắc chắn sẽ mua vài chiếc vé để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi rất muốn biết về nó. Foreman cũng cho rằng Deontay Wilder sẽ trở lại sau trận thua đầu tiên ở giải chuyên nghiệp trước Fury hồi tháng 2. Wilder có thể trở lại và dễ dàng giành chiến thắng một lần nữa. Tất cả các võ sĩ đều có thể. Trong tuần này, Fury được yêu cầu từ bỏ danh hiệu nhân vật của năm do BBC Sport bình chọn. Anh cho biết mình không cần được kiểm chứng bằng một giải thưởng. Nhà vô địch WBC là một trong 6 nhân vật được lựa chọn đầu tiên trong danh sách vào thứ 3 sau màn thể hiện ấn tượng trên võ đài trước Wilder đầu năm nay. Dù vậy, tay đấm 32 tuổi, người đã đối mặt với kiến nghị chống lại mình phần lớn quãng thời gian không mấy tốt đẹp cách đây 5 năm, đã xuất hiện trên truyền thông vào thứ tư và yêu cầu BBC loại mình ra khỏi danh sách của họ. Những điều đáng chú ý về Jock Foreman. Jock Edward Foreman sinh ngày 10 tháng 1 năm 1949 tại Texas, Mỹ. Biệt danh của ông là Big Jock, tức là Jock to lớn. Do huyền thoại này sở hữu một thân hình hộ pháp cao tới 1m92 thời còn thi đấu. Foreman tham gia các cuộc thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp kể từ năm 1969 đến năm 1997. Ông đã hai lần trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới và từng đoạt huy chương vàng Olympic 1968 tại Mexico. Bên ngoài võ đài, Foreman là một bộ trưởng, nhà sáng tác, đồng thời là một thương nhân. Trong suốt sự nghiệp của mình, Big Jock thi đấu 81 trận, trong đó ông thắng 75 trận và thua 5 trận, 68 lần hạ knockout đối thủ. Foreman đã thắng nhiều tay đấm đáng chú ý như Michael Moore, Joe Frazier 2 lần, Ken Norton, nhưng ông cũng từng chịu thất bại trước những đối thủ mạnh như Shannon Briggs, Evander Holyfield, Muhammad Ali. Trên võ đài với ưu thế về thể hình và sức mạnh, Foreman luôn dồn ép các đối thủ và tạo những chiến thắng chóng vánh. Ông được đánh giá là một trong những võ sĩ sở hữu cú đấm mạnh nhất thế giới trong thời hoàng kim của mình. Lối đánh của Foreman được thể hiện khá rõ trong trận đấu với Muhammad Ali, nhưng đó cũng là trận thua mà có lẽ huyền thoại 71 tuổi đã không thể nào quên trong sự nghiệp của mình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.